cô. Mừng cô ngày 8 tháng 3. Không có quà gì tặng cô cả. Tặng cô một thỏi sô-cô-la bắp đại luôn cô. Ở gì chúc cô đâu phải Tết đâu cô. Cảm ơn cô nhiều nha. Ủa, xin chào em. Tặng em một cục sô-cô-la nhân ngày 8 tháng 3 nha. Chào người cá Helen, em biết hôm nay ngày gì không mà em đi bơi? Ngày 8 tháng 3 hả? Là ngày gì vậy? Vậy thì Tiun sẽ tặng quà 8 tháng 3 cho em. Chọn đi, 8 tháng 3 tặng sô-cô-la. Sô-cô-la nào hả? Ngày 8 tháng 3 mừng quốc tế phụ nữ, vậy em tặng quà gì cho mẹ em chưa? Tiun tặng quà cho em rồi đó. Tặng thiệp hả? Về tặng thiệp cho mẹ luôn hả? Ê, nhưng mà năm nay là phải tặng mẹ gì nhiều nhiều nha, biết sao không? 8 tháng 3 mừng mẹ sinh con ra cho con làm người cá để con sung sướng quá. Còn Tiun tặng em thêm nữa, bơi 100 vòng nha, bằng ống thở nha. Vừa tặng sô-cô-la mà tặng thêm bơi 100 vòng bằng ống thở nha người cá Helen. Mừng 8 tháng 3 tặng chị sô-cô-la. Trời ơi, cảm ơn. Nhưng mà thôi, lấy cho mẹ thôi được rồi. Nó lấy cục đi cho vui. Đó, 3 cục. Sướng nha, nhà có 3 người nữ được 3 cục sô-cô-la. Xin chào người cá Kim Na, hôm nay sao đi tập sớm vậy? Hẹn 5 giờ mà 6 giờ mới xuất hiện ha. Biết bữa nay ngày gì không người cá Kim Na? Trời ơi, mới nhỏ gì mà cũng rành quá chứ. Rồi, ngày 8 tháng 3 tặng quà cho bé. Bé gái thôi nha, bé trai miễn bàn. Rồi, lấy đi. Chocolate. À. Mừng 8 tháng 3 tặng chị cục sô-cô-la luôn. Phụ huynh của người cá.